về những sai phạm của các thầy chùa giả, hành nghề mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền vượt biên trái phép, thuyết giảng không đúng với giáo lý, giáo luật của đạo, vân vân. Nhưng thực tế, nhân dân chúng tôi không được khen thưởng gì, mà lại bị công an tên Nghiêm, tự xưng là công an thành phố Hồ Chí Minh, quản lý về lĩnh vực tôn giáo 21 năm. Công an tên Nghiêm này lại hạch sách, hăm dọa và cấm nhân dân chúng tôi không được tố cáo nữa, đồng thời uy hiếp và dùng những lời lẽ thô tục để gây sức ép và buộc nhân dân chúng tôi dừng việc tố cáo các thầy chùa giả lại. Sau đây là những chứng cứ thư mời mà các công an đã gửi cho nhân dân tố cáo mời lên làm việc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Văn bản hỏi Bộ Chính trị, còn những đơn tố cáo thầy chùa giả không? Kính gửi các quý vị trong Bộ Chính trị, ông Thủ tướng Chính phủ, ông Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chúng tôi là năm nhân dân. 1. Hoàng Thị Thu Hồng, cư ngụ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 2. Nguyễn Thành Tài, cư ngụ ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Mai Đăng Sơn, cư ngụ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 4. Uông Thị Kim Tuyến, cư ngụ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 5. Còn tôi là Nguyễn Ngọc Thiện, cư ngụ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các quý vị lãnh đạo, nhân dân chúng tôi có nghe trên các báo đài nói rằng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không làm nản chí, chùn bước, sợ sai không dám làm của cán bộ đảng viên, mà chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã trót nhúng chàm, và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tôi đã nhiều lần nói rồi, và ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên cho người khác làm. Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ quốc gia, nhân dân được sáu quyền, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân báo cáo. Không có dân là đảng mất tất. Nhân dân là tai, là mắt của đảng. Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Nhân dân mới là quyết định tất cả. Nhưng mà có một cái vế rất quan trọng, ta nói về đầy đủ là dưới sự lãnh đạo của đảng, cái mối quan hệ giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, ba cái chân kiểm rất chặt chẽ. Cuối cùng dân là cái quyết định.
đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Chỉ cần có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực thì phải cho điều tra ngay. Ở đó mà đòi chứng cứ mới đi điều tra, rồi cứ mãi cãi nhau hoài. Không có luật thì làm luật. Điều tra mà không có vi phạm thì tốt. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Bây giờ cứ đòi những chứng cứ mới đi điều tra, bây giờ là cái gì cứ cãi nhau hoài nữa không được. Có dấu hiệu vi phạm thôi, tôi chưa biết đúng hay sai, tôi cứ đi kiểm tra cái đã. Nếu kiểm tra nó không có vấn đề thì tốt. Có vấn đề gì thì chúng ta làm. Vi phạm về đảng, mới xử về đảng trước. Sau đó là đến hành chính rồi đến hình sự. Thế có sai không? Có trái luật không? Mà nếu luật không có, chúng ta làm luật. Luật là do chúng ta làm chứ. Cứ bảo là tại luật. Đừng cãi cái gì, đừng cấm cái gì cục bộ cá nhân vào đây thôi. Phải thật sự công tâm khách quan. Bây giờ phòng chống tham nhũng đang ngày càng quyết liệt, ngày càng bài bản. Có đúng không ạ? Nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao. Những cái vụ từ lâu rồi, bây giờ chúng ta vẫn phải xử lý thôi. Xử lý để mà giữ cho được sự trong sạch, lành mạnh, vững vàng của đảng ta, của chế độ của chúng ta. Để ngăn chặn, rồi là phải xử lý những cái trường hợp sai lầm mà ảnh hưởng đến uy tín của đảng, đến cái sự tồn vong của đất nước, của chế độ. Cái này là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tôi nói nhiều lần rồi. Vì sự tiến bộ chung, bất kể đó là ai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thì chỉ đạo, yêu cầu bảo đảm nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, không để diễn ra việc lợi dụng lễ hội tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền, thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến văn hóa xã hội, an ninh trật tự, tôn trọng lắng nghe tiếng nói của người dân, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải được chú trọng ngay từ cấp chính quyền gần dân nhất. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của người dân, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan tăng cường cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát để kịp thời ngăn chặn, phòng và chống tham nhũng tiêu cực. Không thể để vi phạm một người thành vi phạm tập thể. Kêu gọi khuyến khích, động viên nhân dân tố giác tội phạm. Mỗi tin tố được trả 10 triệu đồng. Người cung cấp được bảo vệ để không bị trù dập. Đồng thời, thiết lập nhiều kênh thông tin linh hoạt hơn nữa để lắng nghe ý kiến của người dân. Tôi đề nghị Mặt trận thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ về nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và các hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021-2030. Nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức, thiết lập nhiều kênh thông tin linh hoạt hơn nữa để thu thập lắng nghe ý kiến của nhân dân. Còn Bộ Tài chính thì mua tin phòng chống tham nhũng tiêu cực tối đa là 50 triệu đồng cho một tin báo. Kính thưa các quý vị lãnh đạo, nhân dân chúng tôi nghe và tin như thế nên mới báo cáo cho các quý vị trong Bộ Chính trị, ông Thủ tướng Chính phủ, ông Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính về những sai phạm của các thầy chùa giả hành nghề mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền vượt biên trái phép, thuyết giảng không đúng với giáo lý, giáo luật của đạo, vân vân. Nhưng thực tế, nhân dân chúng tôi không được khen thưởng gì mà lại bị công an tên nghiêm,
tự xưng là công an thành phố Hồ Chí Minh, quản lý về lĩnh vực tôn giáo 21 năm. Công an tinh nghiêm này lại hạch sách, hăm dọa và cấm nhân dân chúng tôi không được tố cáo nữa. Đồng thời, uy hiếp và dùng những lời lẽ thô tục để gây sức ép và buộc nhân dân chúng tôi dừng việc tố cáo các thầy chùa giả lại. Sau đây là những chứng cứ thư mời mà các công an đã gửi cho nhân dân tố cáo mời lên làm việc. Kính thưa các quý vị trong Bộ Chính trị, ông Thủ tướng Chính phủ, ông Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đảng và Nhà nước cho dân 6 quyền: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhờ nhân dân thực hiện chủ trương này mà thời gian vừa qua đã có nhiều thầy chùa giả bị nhân dân tố cáo, đã bị pháp luật xử lý đích đáng, khiến nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Điều này càng chứng minh sự sáng suốt của các vị lãnh đạo tối cao của đất nước khi thường xuyên nhấn mạnh dân là tai, dân là mắt của Đảng. Để cho luật pháp nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được nghiêm minh và ai ai cũng tôn trọng, nếu Bộ Chính trị, Chính phủ, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính có còn muốn nhân dân chúng tôi tố cáo thầy chùa giả nữa không, thì xin trả lời cho chúng tôi biết. Còn nếu không còn muốn nhận đơn tố cáo thầy chùa giả nữa, thì cũng xin trả lời cho nhân dân chúng tôi rõ. Trân trọng kính chào và kính chúc các vị nhiều sức khỏe. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2024. Tội phạm nó ngay ở xã thôi. Có những cái gì mầm mống của tội phạm, dân người ta biết. Mà rất dở là chính quyền không biết. Dân biết mà chính quyền không biết, hoặc công an không biết. Đấy, thì quá dở. Mà lại càng dở, càng kém hơn là biết mà lại không giải quyết. Thì cái việc này nó có cái tình trạng như vậy. Tất cả những cái gì đấy, ma túy gì đấy, đấy dân người ta biết hết. Nhà nào có người nghiện, người nào có lén lút ma túy, nhà nào có những cái chuyện gì đấy, dân người ta biết hết. Thế thì bây giờ phải biết và phải giải quyết những cái việc đó. Nhà nào đấy ăn trộm, ăn cắp, nhà nào có con cái đối tượng thế này thế kia, dân biết hết, về với dân, với phường, với xóm là nghe người ta nói hết. Thế bây giờ chính quyền có biết không, công an có biết không? Đấy, không biết là kém rồi, mà biết mà không giải quyết càng kém. Đến cái việc đó thành ra là chúng tôi thấy là phải xây dựng. Đấy, nay mai bây giờ là phải có cả cán bộ điều tra viên sơ cấp là ở xã, tại vì bây giờ là luật cho phép là giải quyết đơn tin báo tố giác tội phạm của dân. Nếu muốn giải quyết cái việc đó thì phải là cán bộ điều tra theo như là luật về điều tra, tổ chức cơ quan điều tra. Còn nếu bây giờ anh làm mà anh không phải cán bộ điều tra là anh vi phạm luật. Đấy, nó rất nhiều những cái yếu tố như vậy. Thế thì một xã như vậy cần bao